Anh đưa một nhà có vấn nổi tiếng ở trên báo chí, các báo chí ở tại Hoa Kỳ, một bức thư như sau: bà FB thân mến, tôi đã ở trong thời kỳ yêu đương. I am in love. Tôi còn có thêm hai người đàn bà khác nữa. Nhân của tôi đang ở trong thời kỳ fall in love. Chẳng những với vợ tôi mà với hai người phụ nữ khác nữa. Tôi yêu vợ tôi và tôi cũng yêu hai tình nhân này nữa. Tôi phải làm gì bây giờ? Nhưng đừng cho tôi những lời khuyên về luân lý đạo đức cổ lỗ sĩ đó nữa. Ok, cố vấn cho tôi. Bà Ellen đưa trả lời: ông tình yêu ở bên dưới chứ, ở bên ký tên tình yêu quá nhiều cho chỉ một người. Ký tên. Bà Ellen đưa trả lời: chỉ một người thân mến. Sự khác biệt ở giữa thú vật với loài người là luân lý và đạo đức. Ông nên đi hỏi ý kiến của một bác sĩ thú y. Có gì gì có phải không? Sự khác biệt giữa con người với lại thú vật là luân lý và đạo đức. Và bây giờ ông muốn cố vấn mà ông không muốn nghe về luân lý đạo đức thì ông muốn làm gì? Chỉ có cách chạy đi hỏi ý kiến của bác sĩ thú y. Một người mẹ viết cho bà Ellen đưa phản nàng về con trai của mình. Một độc giả mới đọc cái bài thơ đó, cái bức thư đó, lời phản nàng đó mới viết trở lại.